Cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đi qua địa bàn thành phố Bến Cát vào chiều qua đã gây thiệt hại lớn về tài sản của nhiều người dân trên địa bàn phường Mỹ Phước. Theo đó, tại 4 khu phố gồm 2, 3, 4, 5 cùng 5 phòng học của trường tiểu học Trần Quốc Tuấn của phường Mỹ Phước bị ngập nước. Trên các tuyến giao thông, nước dâng cao đã làm cho một số phương tiện giao thông như mô tô, ô tô chết máy. Nguyên nhân mưa to kéo dài, các hố ga và cống thoát nước trong khu vực không thoát nước kịp nên dẫn đến ngập úng cục bộ. Riêng khu phố 3 ngập nặng nhất, đến hơn 1 mét so với mặt đường. Nước dâng cao tràn vào một công ty đã cuốn trôi khoảng 100 bình ga ra đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông và làm thiệt hại tài sản điện máy của 20 nhà dân. Một ô tô bị cuốn trôi xuống kênh thoát nước. Qua thống kê sơ bộ, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương, lượng mưa đo được tại Bến Cát chiều qua lên đến 105,2mm, bầu bàn là 50,5 mm, khu vực sợ sao 61 mm, gió giật 16 m trên dây. Trước tình hình thời tiết những ngày qua có mưa to đến rất to trên diện rộng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương kiến nghị ngành chức năng các địa phương cần phải chủ động tăng cường phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dông, lốc xoáy, xét và mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố cần phải theo dõi chặt chẽ những bản tin cảnh báo dự báo về mưa lớn dông lốc thông tin kịp thời đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã phường thị trấn nhất là người dân để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và tài sản các đơn vị địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra thiên tai và nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống